Xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay tiếp tục với mình lại xuất xưởng thêm một chiếc xe Đông Phong 7 tấn đời 2014, được đóng hoán cải từ xe thùng mũi bạt sang xe nâng đầu chở máy và có gắn càng cứu hộ. Thì hiện tại thì cái xe ấy đang trong quá trình sơn dọn để chuẩn bị làm giấy tờ hoán cải. Đây, chân nâng máy móc rất là đẹp. Trang bị theo xe được gắn một cái tời là tời 15 tấn. Đây, toàn bộ sàn xe thì được sử dụng bằng tôn là tôn giấy 5 ly. Đây là loại lốp to, cầu to, sử dụng lốp 10. Tải trọng của xe thì bây giờ nó rơi vào là 7 tấn. Thùng xe là dài là 6 mét. Đây mình đang chuẩn bị sơn phần chân càng kéo cứu hộ đằng sau. Càng kéo to, càng này thì có thể kéo xe đầu kéo, xe 3 chân, 4 chân, 5 chân thoải mái các bạn nhé. Đây đang chuẩn bị đi sơn dọn. Xe này thì rất thích hợp cho những bác nào chạy ở trên vùng cao, hoặc là những nơi có địa hình đồi núi, không bằng phẳng. Xe có thể kéo xe cứu hộ. Nốt to đi ở những công trình rất là tiện. Chân lưng rất là to bản, sử dụng chân là 18x18 nhé. Hai bên thì được bố trí ở thang dẫn, thang dẫn để trèo lên tham quan bụng tháp bên trên. Đây mình đang lắp thủy lực để cho hoạt động một số cơ cấu. Xe máy móc rất là đẹp. Vậy những ai đang có nhu cầu về cái dòng xe vừa nâng đầu chở máy, vừa có càng cứu hộ thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 69644, hoặc có thể để lại bình luận xuống bên dưới clip, mình sẽ gọi điện tư vấn cụ thể cho mọi người. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Thành Tâm Auto để cập nhật những cái dòng sản phẩm mới nhất bên mình nhé. Xin chào các bạn.